chào các con học sinh. Chúng ta đã đến với giờ học toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chắc là các con đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay rồi đúng không? Như thường lệ, các con hãy cùng nhau kiểm tra lại các đồ dùng học tập nhé. Đó là sách giáo khoa toán lớp 2, tập 2, vở bài tập toán 2, tập 2, vở, bút. Các con đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không nào? bây giờ các con hãy cùng khởi động với mai nhé mai đang nhớ lại cách gọi tên các hình khối của các vật đặt trên giá các con hãy giúp mai gọi tên các dạng khối của các vật trên nhé các con hãy cùng quan sát quả địa cầu có dạng khối gì a khối trụ b khối cầu c khối lập phương các con hãy quan sát và trả lời nào. Quả địa cầu có dạng khối cầu, vậy ta chọn B khối cầu là chính xác nhé các con. Các con hãy tiếp tục quan sát. Cái trống có dạng khối gì? A khối trụ, B khối cầu, C khối lập phương. Các con đã chọn được đáp án cho mình chưa nào? Chúng ta cùng xem nhé. Cái trống có dạng khối trụ. Vậy ta chọn A, khối trụ là chính xác nhé các con. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quan sát. Hộp quà có dạng khối gì? A, khối trụ. B, khối cầu. C, khối lập phương. Học quà có dạng khối gì các con? À, hộp quà có dạng khối lập phương. Ta chọn C, khối lập phương là chính xác nhé các con. Khối lập phương các con đã được làm quen ở chương trình lớp 1 rồi. Cô khen các bạn nào có lựa chọn C, khối lập phương nhé. Chúng ta cùng đến với quyển sách. Quyển sách có dạng khối gì? A. À, khối trụ B khối hộp chữ nhật, C khối lập phương. Các con hãy cùng quan sát và trả lời nào. A, à, quyển sách có dạng khối hộp chữ nhật, vậy ta sẽ chọn B, khối hộp chữ nhật. Và khối hộp chữ nhật này chúng ta cũng đã được tìm hiểu ở chương trình lớp 1. Cô hoan hô các bạn có câu trả lời đúng. Vậy là các con đã nhận dạng được các hình khối gọi đúng tên được các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục củng cố kỹ năng nhận dạng, xếp hình các hình khối đã học trong bài 47. Bài 47 luyện tập chung. Tiết 1 luyện tập trang 37, 38. Trong bài học hôm nay, các con sẽ được củng cố kỹ năng nhận dạng khối trụ, khối cầu, củng cố kỹ năng xếp hình khối trụ, khối cầu, khối hợp chữ nhật, củng cố kỹ năng xử lý vấn đề qua các bài toán có quy luật hình. Bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa trang 37, 38. Các con đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào hoạt động luyện tập. Với bài 1 nhé. Bài 1, a số. Các con hãy quan sát hình. Trong hình bên có mấy khối trụ, mấy khối cầu, mấy khối hộp chữ nhật? Các con điền số vào ô vuông có dấu chấm hỏi. Các con bắt đầu thực hiện. bây giờ chúng ta cùng tìm xem có mấy khối trụ nhé các con hãy quan sát vào hình ta thấy đây là khối trụ vậy các con hãy quan sát tìm và cùng điếm với cô xem có mấy khối trụ nhé một hai ba bốn vậy là trong hình bên có bốn khối trụ ta ghi 4 vào ô vuông có dấu chấm hỏi. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục tìm xem có mấy khối cầu nhé các con. Quan sát vào hình ta thấy đây là khối cầu. Chúng ta cùng tìm xem có bao nhiêu khối cầu nào. À, trong hình có một khối cầu. Vậy ta sẽ ghi một vào ô vuông có dấu chấm hỏi. Bây giờ chúng ta cùng tìm xem có mấy khối hộp chữ nhật các con hãy quan sát đây là hình có dạng khối hợp chữ nhật chúng ta cùng tìm và điểm xem có mấy khối hợp chữ nhật nhé một hai ba bốn năm sáu Vậy là trong hình có 6 khối hộp chữ nhật, ta sẽ ghi 6 vào ô vuông có dấu chấm hỏi. Như vậy là chúng ta đã nhận dạng được khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật và ta đã tìm được 4 khối trụ, 1 khối cầu, 6 khối hộp chữ nhật. Bây giờ các con hãy cùng sử dụng các khối trong bộ đồ dùng học tập của mình để xếp các hình theo ý thích của mình nhé. Chúng ta cùng sang câu B. B. Hãy sử dụng các khối trong bộ đồ dùng học tập để xếp thành hình mà em thích. Như vậy là ở câu B này, các con sẽ sử dụng các khối trong bộ đồ dùng học tập của mình để xếp thành hình mà con yêu thích. Bây giờ các con hãy xem Việt và Mai đã xếp được những gì nhé. Như vậy là Việt và Mai đã xếp được rất nhiều đồ vật đó các con, đó là ghế, xe và tòa nhà. Ở nhà các con cũng có thể sử dụng các khối đồ dùng học tập của mình để cùng xếp với người thân, bạn bè, các vật mà mình yêu thích. Có thể là xe, robot hoặc là ngôi nhà và còn nhiều thứ khác nữa. Cô tin chắc là khi các con xếp được các vật mà mình thích thì các con sẽ rất là vui. Như vậy là ở câu B này các con sẽ tự hoàn thành ở nhà nhé. Bây giờ Chúng ta sẽ cùng tìm quy luật xếp hình để hoàn thành bài tập 2. Chúng ta cùng sang bài tập 2 nhé các con. Chọn hình thích hợp đặt vào vị trí trên cùng. Các con hãy quan sát hình để tìm ra được quy luật về màu sắc, kích thước hoặc hình dạng để chọn ra hình thích hợp đặt vào vị trí trên cùng các con hãy chọn các hình ở trong hình a b c d để đặt vào vị trí trên cùng nhé các con hãy suy nghĩ và lựa chọn chắc là các con đã chọn được hình thích hợp để đặt vào vị trí trên cùng rồi đúng không để chọn được hình thích hợp đặt vào vị trí trên cùng Đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào quy lực màu sắc. Các con thấy màu sắc xen kẽ từ dưới lên trên. Màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ. Vậy vị trí trên cùng chúng ta sẽ đặt khối có màu xanh. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn là B hoặc C và để chọn được chúng ta tiếp tục dựa vào quy luật kích thước các con thấy các khối trụ từ dưới lên trên thu nhỏ dần vậy vị trí đặt trên cùng sẽ là hình B Bây giờ các con hãy quan sát xem chúng ta cùng đặt hình B lên vị trí trên cùng có chính xác không nhé các con Vậy là chúng ta chọn hình ở hình B để đặt lên vị trí trên cùng là chính xác rồi đó các con. Như vậy là ở bài tập này các con đã dựa vào quy luật màu sắc, kích thước của các hình để chọn được hình thích hợp đặt ở vị trí trên cùng. Bây giờ chúng ta cùng sang bài 3 xem còn có quy luật nào nữa nhé. Chọn hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi bài này yêu cầu chúng ta chọn hình thích hợp trong các hình a b c d để đặt vào dấu chấm hỏi để chọn được hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi các con cần tìm ra quy lực của dãy hình này nhé bây giờ các con hãy tìm ra quy lực và tìm hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi nhé các con bắt đầu thực hiện Các con đã chọn được hình nào rồi? Để chọn được hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi, chúng ta cần tìm quy lực của dãy hình này nhé. Bây giờ các con cùng đọc các khối với cô. Khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, khối trụ khối cầu, khối lập phương. Vậy chúng ta sẽ chọn hình nào để đặt vào dấu chấm hỏi này? Các con thấy cứ 4 khối khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương làm thành một nhóm. Và các nhóm lặp lại giống nhau do đó hình thích hợp để đặt vào dấu chấm hỏi đó là hình c chúng ta cùng quan sát xem đặt hình hợp chữ nhật vào dấu chấm hỏi có chính xác không nhé các con vậy là chúng ta chọn đáp án c là chính xác rồi đó các con chúng ta đã tìm ra được quy lực của các hình và chọn được hình còn thiếu đặt vào dấu chấm hỏi. Bây giờ cô sẽ giúp các con củng cố nhận dạng được các vật có khối trụ, khối cầu. Chúng ta cùng sang bài 4 nhé. Các con hãy đọc yêu cầu cùng cô. Đi theo các vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu, cá ngựa sẽ đến lối ra nào? Các con hãy quan sát lên hình. Các con thấy cá ngựa đang ở lối vào. Và có 3 lối ra A B C. Cá ngựa sẽ đi theo các vật có dạng khối trụ, khối cầu để tìm đến lối ra. Các con hãy tìm lối ra cho cá ngựa, xem cá ngựa sẽ tìm đường đi để đến với lối ra A hay Cá ngựa sẽ tìm đường đi để đến với lối ra B. Hoặc là cá ngựa sẽ tìm đường đi để đến với lối ra C. Các con hãy suy nghĩ và tìm đường ra cho cá ngựa nhé. Các con bắt đầu thực hiện Các con đã tìm được lối ra cho cá ngựa chưa nào? Để tìm được lối ra cho cá ngựa, các con cần lưu ý, cá ngựa đi theo các vật có dạng khối trụ, khối cầu nhé. Nếu cá ngựa tìm đường đi đến với lối ra A thì cá ngựa sẽ đi gặp khối trụ, khối cầu. Đến khối lập phương thì cá ngựa không thể đi tiếp. Bây giờ nếu cá ngựa tìm đường để đi đến lối ra B, cá ngựa bắt đầu đi gặp khối trụ. Khối trụ. Gặp sao biển, không phải là khối trụ cũng không phải là khối cầu, vậy cá ngựa sẽ không thể đi tiếp. Bây giờ cá ngựa sẽ tìm đường đi để đến với lối ra C. Cá ngựa sẽ đi gặp khối trụ. Khối trụ khối cầu khối trụ, khối trụ khối trụ khối trụ khối trụ khối cầu khối trụ khối trụ vậy là cá ngựa đã tìm được lối ra đó là ở lối ra c cá ngựa sẽ đi theo các vật có dạng khối trụ, khối cầu để đến với lối ra C. Như vậy, bằng việc nhận dạng được các vật có dạng khối trụ, khối cầu, chúng ta đã giúp cá ngựa tìm được lối ra. Trong bài học hôm nay, các con đã được củng cố kỹ năng nhận dạng, kỹ năng xếp hình với các hình khối đã học xử lý các vấn đề liên quan đến quy lực. Các con hãy tiếp tục tìm hiểu thêm, nhận biết thêm các vật có dạng hình khối đã học nhé. Ở nhà, các con hãy thực hiện các bài tập ở trang 38, 39. Và để chuẩn bị cho bài học sau, các con hãy xem bài 48 đơn vị chục, trăm, nghìn, trang 40, 41 cô chúc các con hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập của mình cô chào tạm biệt các con